Một thời để nhớ. Tác giả Trịnh Duy Sơn, giọng đọc Hải Yến, số 13. Gửi Nhung. Tôi vừa ở chiến trường ra thì nhận được thư của bác Nghiệp. Bác Nghiệp là anh của mẹ tôi và là trung tá công an làm việc tận ngoài bộ ở Hà Nội. Tôi cũng không biết bác làm việc ở cục nào mà chỉ biết bác rất quan tâm tới mẹ tôi. Bác viết cho tôi một lá thư khá dài nhưng nội dung chỉ xoay quanh mỗi việc. Bố cháu chết đi để cho mẹ cháu ba đứa con đỏ đầu. Mẹ cháu đã sống gần cả cuộc đời nuôi dạy các cháu nên người. Bây giờ đất nước đã hòa bình, cháu phải về cưới một cô vợ để có người đỡ đần cho mẹ cháu. Dù chưa nhận được những lời khuyên bảo của người bác kính yêu thì đêm nào tôi cũng suy nghĩ rất đau đầu rồi. Bố tôi qua đời từ lúc chị tôi lên 8, tôi lên 5 và em tôi mới hơn 1 tuổi. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến chống Pháp, quê tôi ở vùng tranh chấp nên bom đạn ngút trời. Mỗi lần địch càn vào làng, chúng đều đốt sạch, phá sạch. Người chết, trâu bò lợn gà chết, đặc mùi xú uế. Phụ nữ bị hãm hiếp, kêu la thảm thiết. Mẹ đặt hai anh em tôi vào hai chiếc thúng lồng vào đuôi quang để gánh con chạy loạn với dân làng. Chị tôi thì níu áo mẹ tôi vừa chạy vừa khóc. Rồi kích đận, mẹ tôi kiếm rau cháo lần hồi nuôi các con ăn học, cũng rất cực khổ. Đứa lớn chưa học hết cấp 3 thì đi lấy chồng, đứa đi bộ đội. Đứa bé học vừa hết cấp 3 thì vào ngành công an, mới học xong nghiệp vụ là đi biền biệt. Mẹ lại một thân một mình vò võ làm lụng để tự nuôi thân. Đất nước mới thoát ra khỏi cuộc chiến tranh, chắc gì tôi đã được phục viên để về chăm sóc mẹ. Cách duy nhất muốn giúp mẹ và động viên được tinh thần bà là tôi phải lấy vợ để có người đỡ đần tuổi già. Nhưng tôi biết yêu ai và lấy ai bây giờ? Tôi đi bộ đội từ năm 18 tuổi. Bạn bè cùng học, cùng trang lứa với tôi, phần đông đã có chồng có vợ rồi. Bạn gái tôi có người đã có tới ba đứa con. Phụ nữ quê tôi hầu hết lấy chồng rất sớm. Suốt thời quân ngũ, gần 10 năm trời, tôi có dừng chân ở đâu được vài tháng trời mà tìm hiểu yêu đương. Lấy vợ, chớ đâu phải chuyện đi mua một món hàng. Nghĩ nát óc, tôi cũng tìm ra một phương kế. Bây giờ, tôi chỉ còn cách tìm gặp thầy giáo Song để nhờ thầy giúp đỡ. Thầy Song dạy môn toán khi tôi học cấp 2 và là người rất mực yêu thương tôi. Cũng may là trong suốt 10 năm xa thầy, tôi tham gia chiến đấu khắp các chiến trường nhưng vẫn liên lạc với thầy qua thư từ. Nên tôi biết hiện thầy đang là trưởng phòng giáo dục huyện. Đúng như tôi dự đoán, sau khi tôi trình bày nguyện vọng của mình, muốn nhờ thầy giới thiệu cho tôi yêu một cô giáo mà thầy biết, thầy vừa cười vừa nói như reo. Tôi lạ gì hoàn cảnh của cậu nữa. Cậu nên lấy một cô giáo viên để có người đỡ đần cho mẹ cậu. Việc này đối với tôi không có khó gì cả. Tôi đang quản lý hàng trăm giáo viên nữ chưa lấy chồng. Chẳng nhẽ không giới thiệu cho cậu được một cô. Em cảm ơn thầy. Em cũng không dám đòi hỏi cao siêu đâu, cứ cô nào hiền lành nết na là được. Tôi cũng nhắm được một cô rồi. Cô này trước đây tôi cũng dạy 3 năm cấp 2, sau đó cô đi học cao đẳng sư phạm và mới ra trường về dạy ở thị trấn. Cô cũng xinh gái và nhất là rất chịu khó, hiền dịu. Để tôi gặp cô ấy ướm lời thử xem sao. Cậu cứ về nhà. Rồi sáng chủ nhật này lên đây, tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy. Cậu về phép được mấy ngày? Dạ,
Em được nghỉ có 10 ngày thôi. Đơn vị em mới ở chiến trường ra, cũng phải thay nhau về phép rồi lên cho anh khác về. Thôi cậu về đi, cho tôi gửi lời chào mẹ cậu nhé. Được mấy ngày phép, cậu nên tranh thủ lợp lại mái nhà cho bà cụ. Vâng, em chào thầy và cảm ơn thầy. Được thầy hẹn trước nên Nhung đã chuẩn bị ấm chén pha trà và đĩa trái cây đặt trên bàn từ trước. Cô ra tận cổng trường đón tôi và thầy xong. Em chào thầy, chào anh bộ đội ạ. Giọng nói của Nhung thanh và dịu dàng cuốn hút tôi ngay từ phút đầu tiên. Mới bước vào phòng của cô, tôi đã nghe thoang thoảng hương trà và mùi trái cây hòa quyện. Đúng là Nhung đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Em không trang điểm mà đôi má vẫn phớt hồng tự nhiên, đôi môi thì chín mọng, hai hàm răng trắng bóng, đôi mắt long lanh như làn nước biển. Thầy xong đưa tay ra, bắt tay Nhung và nói: "Giới thiệu với cô giáo, đây là chú Sơn, bộ đội mới chiến đấu ở miền Nam ra và là học trò cũ của tôi." Rồi thầy quay sang tôi: "Đây là cô giáo Nhung, cũng là học trò cũ của tôi, như tôi đã nói với cậu hôm trước." Em cảm ơn thầy và anh Sơn đã đến thăm, mời thầy và anh uống nước và ăn trái cây ạ. Chúng tôi vừa uống nước, vừa ăn trái cây và chuyện trò rất thân tình. Thầy xong tươi cười nói: "Vì tôi là thầy giáo đã dạy cả hai em nhiều năm, nên tôi nắm rất rõ hoàn cảnh của các em. Sơn thì mồ côi bố từ nhỏ, Nhung thì mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng. Tuy bây giờ Sơn đã thành sĩ quan quân đội và Nhung đã là cô giáo dạy cấp 2, nhưng tôi vẫn coi các em như người thân trong gia đình. Bữa trước, tôi đã nói riêng với Sơn về hoàn cảnh của Nhung và cũng nói riêng với Nhung về hoàn cảnh của Sơn rồi. Bây giờ là đến đoạn hai cô cậu tìm hiểu nhau, nếu hợp duyên mà thành vợ thành chồng thì thầy rất mừng." Nghe thầy xong nói vậy, tôi thấy đôi má của Nhung cứ ửng dần lên, còn tôi thì tim đập thình thịch. Điều gì cần nói thì thầy xong đã nói hộ cho cả hai đứa rồi. Tôi và Nhung cũng chỉ nói được những câu mang tính xã giao. Biết được tâm lý của hai học trò, thầy tôi nói: "Vậy là hôm nay tôi đã làm nhịp cầu nối cho hai cô cậu gặp nhau rồi. Từ ngày mai các buổi tối, Sơn cứ lên trường gặp Nhung để tâm sự. Cũng có cái may là Nhung đang ở nhà tập thể của trường. Bây giờ chúng ta chia tay nhé." Khi ra về, Nhung lại đưa thầy và tôi ra cổng trường. "Chiều mai em mời thầy và anh Sơn tới trường em ăn cơm nhé." Hôm sau, thầy xong viện lý do bận việc nên không đến, chỉ có mình tôi đến gặp Nhung. Dù đã nói chuyện với Nhung cả buổi sáng chủ nhật rồi mà hôm nay gặp em, tôi vẫn thấy hồi hộp. Nhung với tư cách chủ nhà, cô chủ động và tự nhiên hơn. "Chiều nay anh ăn cơm với em nhé. Cơm chỉ có cá rô kho và canh cua nấu mướp thôi, mướp em tự trồng ở sau trường học đấy. Rất tiếc, hôm nay thầy xong bận không đến được. Em có hay về nhà thăm bố không?" "Dạ, nhà xa trường, em ở lại khoảng 1 tháng mới về một lần. Mẹ em mất sớm nên bố phải đi lấy bà hai để có người phụ nuôi em. Nghe thầy xong nói, mẹ anh đang phải sống một mình, tội nghiệp cụ quá." "Đúng, mẹ anh sống thui thủi một mình 5, 6 năm nay rồi, cực lắm. Chiều mai anh muốn mời em đến nhà anh chơi với mẹ em. Ngày mốt em đưa anh về thăm bố em, có được không?" "Nhà em và nhà anh cũng chỉ cách nhau hơn 100 cây số thôi mà." "Vâng, ngày mai em chỉ dậy buổi sáng, buổi chiều em sẽ tới thăm gia đình anh. Để khi nào anh được phép dài ngày thì em mời anh sang thăm bố em cũng được. Anh chỉ còn vài ngày nữa là đi trả phép rồi." Lần đầu tiên trong đời tôi mới được ăn bữa cơm riêng với một người con gái,
nên có cảm giác thật lạ lùng. Ngày đó, quê tôi có loại gạo tám thơm, khi mới mở vung xoong cơm ra, hương thơm đã bay xa tới vài chục mét. Mùi mướp hương nấu canh cua cũng thơm ngan ngát. Tôi cảm giác như chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon đến thế. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi mang hai chiếc ghế tựa ra giữa sân trường ngồi tâm sự. Tôi hết kể chuyện nhà, lại kể chuyện chiến đấu cho Nhung nghe. Nhung cũng kể cho tôi nghe về quãng đời cơ cực của em khi mất mẹ và những vui buồn khi được làm một cô giáo đứng trên bục giảng. Mãi nói chuyện, đến khi tôi sực nhớ ra để về thì đã 11 giờ khuya. Ngày hôm sau, mới khoảng 2 giờ chiều, Nhung đã đạp xe đến nhà tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có bạn gái đến chơi nhà. Nhà tôi sau bao năm, kể từ năm 1952, giặc Pháp đốt phải dựng lại, rồi vài năm sau lại có một trận lụt, bão đổ nhà, lại dựng lại trên nền cũ khoảng 20 mét vuông bằng tre lợp dạ và vách đất. Vậy mà cũng được gọi là ngôi nhà ba gian. Lẽ ra tôi phải gọi là túp lều tranh mới đúng. Nhà chỉ có hai chiếc giường tre ọp ẹp, không có bàn ghế để ngồi uống nước. Khi Nhung vào nhà chào mẹ tôi, bà chỉ luôn em ngồi vào cạnh giường của bà để nói chuyện. Năm ấy, mẹ tôi đã ngoài 60, trông dáng người lam lũ nhưng vẫn khá nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Hình như bà cũng đoán ra một điều gì đó như là tia hy vọng, là con bà đã mời được bạn gái về nhà chơi. Mẹ tôi và Nhung nói chuyện khá lâu. Sau đó, tôi dẫn Nhung ra vườn xem những luống rau mẹ trồng, thăm chiếc cầu ao trước nhà, nước ao trong xanh mà tuổi thơ tôi thường xuống tắm và ngắt hoa sen lấy nhụy ăn. Chiều tối hôm đó, tôi lại đưa Nhung về tận trường và chúng tôi lại thả sức chuyện trò tâm sự. Khi đưa tôi ra về, Nhung tiễn tôi thêm một đoạn đường dưới con trăng 16 tròn vành vạnh, và ánh trăng sáng lấp lánh như trải bạc. Tôi phải lựa đi vòng tới một tán cây có bóng mờ do ánh trăng tạo nên, và Nhung cũng vô tư bước theo tôi vào cái bóng cây thần tiên ấy. Tôi bất ngờ dừng chân và quay mặt lại. Đúng lúc đó thì Nhung lao vào ngực tôi. Nhanh như cắt, tôi vội choàng hai tay ôm eo Nhung và siết lại. Tôi thoáng e ngại, có lẽ Nhung sẽ gỡ tay tôi ra. Nhưng trái lại, Nhung cũng vòng hai tay ôm ngang eo tôi. Tôi vội vàng đưa môi tìm làn môi của Nhung. Đây là nụ hôn đầu đời của tôi đối với một người bạn gái. Sau 10 ngày nghỉ như lạc vào cõi tiên, tôi phải đi trả phép cho đúng ngày. Dù gì thì tôi cũng phải giữ vững kỷ luật của người lính. Trước khi về đơn vị ở Thanh Hóa, tôi có dừng lại để báo cáo với bác Nghiệp về tình hình tôi đi tìm người để yêu. Bác cứ hỏi đi hỏi lại về bố của Nhung. Tôi phải dùng hết trí nhớ để kể cho bác nghe về những gì Nhung đã kể cho tôi về bố em. Bác Nghiệp suy nghĩ có vẻ căng thẳng lắm, rồi nói: ngày xưa bác công tác ở huyện nhà lâu năm nên bác biết khá nhiều chuyện. Nếu đúng bố của cô Nhung là cái ông Kính ở thôn Trúc, vợ chết rồi lấy bà Nga ở làng Thủy thì không ổn rồi. Ông ấy là chuyên chống đối chính quyền thôn, không chịu vào hợp tác xã nông nghiệp. Cháu đặt vấn đề lấy một cô mà gia đình không chịu nghe theo đường lối của đảng là tổ chức không chấp nhận đâu. Nghe bác Nghiệp nói vậy, tôi toát mồ hôi hột. Là người sinh ra trong kháng chiến chống Pháp, lớn lên trong cải cách ruộng đất và trong phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp những năm 1950-1960, tôi cảm nhận rất rõ tội của những gia đình nông dân không chịu vào hợp tác xã. Thậm chí tôi còn được biết có bạn của tôi
thi đậu vào trường đại học, nhưng khi xét lý lịch thì bạn cũng bị loại vì gia đình không đi theo đường lối của Đảng. Từ khi bác Nghiệp nói vậy, tôi buồn đến mức không bước nổi. Sao số tôi lại hẩm hiu đến vậy? Mối tình đầu của tôi thì mẹ người yêu sợ xa nên cản. Giờ về yêu người ở quê nhà thì gia đình lại có vấn đề về lý lịch. Ngày đó tôi cũng đã gần 30 tuổi và nhất là đã được rèn luyện gần 10 năm trong quân ngũ thì giác ngộ chính trị của tôi không thể không có lập trường rõ ràng. Tôi thấy việc gia đình Nhung chưa vào hợp tác xã cũng chẳng có gì là chống đối chính quyền. Nhưng với quan niệm của toàn xã hội lúc bấy giờ thì không chấp nhận được. Tôi tin rằng nếu tôi báo cáo với chi bộ đảng là tôi yêu một người mà gia đình cô ấy chưa vào hợp tác xã thì chắc chắn tôi bị từ chối. Tôi tiếc không thể duy trì mối tình như ngọn lửa vừa mới nhen nhóm mà bây giờ còn phải nghĩ cách gì để dập tắt ngọn lửa ấy để Nhung không bị tổn thương. Tôi đoán Nhung và tôi thôi yêu thì cô sẽ rất sớm có chồng. Nhưng tôi đã cứa vào tim cô một vết thương không phải là nhỏ. Tại tôi gây nên tất cả. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một cách, ăn vạ thầy Song. Ngay sau khi về đơn vị, tôi vội viết cho thầy Song một lá thư dài, kể lể sự cố và nhờ thầy chữa cháy cho tôi. Thôi thì con dại cái mang vậy. Việc này ngoài thầy Song ra, tôi còn biết trông cậy vào ai. Thật là trăm dâu đổ cả đầu tằm. Sau khi nhận được thư của tôi, thầy cũng viết hồi âm ngay một lá thư dài. Trước hết, thầy cũng rất tiếc cho mối tình của chúng tôi vừa nhen nhóm mà đã phải dập tắt. Thầy hứa sẽ làm công tác tư tưởng cho Nhung khỏi chạnh lòng và hẹn một tuần sau trả lời kết quả. Tôi hồi hộp chờ tin của thầy từng ngày từng giờ. Tôi cũng không hình dung được thầy sẽ nói thế nào với Nhung về việc tôi đột ngột cắt đứt liên lạc. Chưa đầy một tuần sau, tôi đã nhận được thư của thầy Song. Thầy viết, tôi nghĩ mãi, rồi cũng phải nói với em Nhung là Sơn vừa về đơn vị thì nhận được quyết định ra nước ngoài học một khóa đào tạo đặc biệt để phục vụ quân đội lâu dài. Do đó, phải dừng việc xây dựng gia đình và phải tuyệt đối giữ bí mật nhiệm vụ. Sơn chỉ nhắn tôi nói với Nhung là do yêu cầu nhiệm vụ, hai người phải gác lại sự yêu đương. Yêu cầu quan trọng là cậu phải tìm cách tạm tránh một thời gian. Khi nào Nhung lấy chồng thì cậu xuất hiện. Tôi già đầu rồi mà phải đi nói dối chính học sinh của mình. Nhưng suy cho cùng thì nói dối mà có lợi cho cả hai em, tôi cũng không có ân hận. Đọc thư mà tôi vừa thương vừa cảm phục thầy. Cái chính là thầy đã viện được lý do chính đáng. Tôi đi học nghiệp vụ đặc biệt ở nước ngoài nên buộc phải ngừng việc yêu đương để Nhung không mặc cảm và trách gì tôi. Thầy đã vì danh dự của hai học sinh mà phải chấp nhận nói dối. Đơn vị tôi được chuyển về Thái Nguyên, củng cố và bổ sung tân binh. Được vài năm tạm yên ổn thì lại phải chuyển lên biên giới phía Bắc. Khi tôi về quê xây dựng gia đình thì mới biết thầy Song đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Tôi tới trường tìm Nhung thì được nghe các thầy cô nói Nhung đã đi lấy chồng và chuyển công tác về quê chồng ở miền Trung. Tôi được cấp trên điều động vào thành phố Hồ Chí Minh công tác nên phải đưa mẹ và vợ con đi theo. Vậy là đến nay đã 46 năm trôi qua. Dù chỉ là mất 5 ngày làm quen và một nụ hôn đầu đời, nhưng tôi vẫn còn nợ em. Bởi ngày đó, chỉ vì một quan niệm kỳ thị thật vô lý, nên chúng tôi không đến được với nhau. Mỗi lần nghĩ về Nhung, lòng tôi quặn thắt. Do yêu cầu công tác và phải bươn trải mưu sinh trong cuộc sống,
mà đến hôm nay tôi vẫn chưa có điều kiện đi tìm Nhung để nói với em một lời xin lỗi. Tôi luôn đau đáu mong có một ngày được gặp lại Nhung, hoặc ít nhất thì Nhung cũng đọc được những dòng tâm trạng của tôi viết ra từ trái tim mình. Gửi Nhung. Có người em gái tên Nhung, tôi yêu chỉ mới nửa chừng rồi thôi. Bẵng đi mấy chục năm trời, tôi tìm chẳng biết em rời đi đâu. Bây giờ đã bạc mái đầu, tôi về không biết để đâu hết buồn. Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.